cách nhận biết chim hợp cánh. Chim hợp cánh là đơn giản là con chim anh thấy nó ăn vô một phân nó khuôn rồi đó là chúng ta mới xem xét lại là nó ăn vô nó có thấy con chim ta nó có ổn định hay không nha. Chứ còn nó không có cái lý, có cái nguyên nhân nào để hợp hay hay không hợp mà để chúng ta giải thích được hết. Miễn sao con chim ta nó ăn mà phân nó tiêu hóa được, thấy anh em thấy chim nó lanh lẹ, nó khỏe ăn chim là được. Đó, đây là hai chứng minh nha anh em. Chúng mình xuống quân rồi. Đó, nhưng mà nói vậy thôi chứ đầu lửa nó hơi khó anh em. Mùa này á, cái nắng, cái thời tiết nó khó chịu lắm nha. Đó, chim năm đầu đang mới xong lông nha anh em. Hai con này á là ra nắng được cắt cửa được từng hơn nha anh em. Năm đầu nuôi sông lông bây giờ cũng gần cũng cỡ cả tháng rồi nha. Năm đầu mới ra nắng. Còn lông của đây là chưa ra nắng nha anh em. Đây là lông, đây là lông. Con này là chưa ra nắng nha. Đây. Cho ăn xong mà treo đây thôi là gọi là xăm xui hết rồi nha. Đây. Đây mẹ con nha anh em. Đó, năm đầu nuôi vô nắng rất trẻ nha anh em. Đây sáng nắng sáng không phơi nha anh em. Thì đem ra cho nó thoải mái. Đó, lông lá nó quay cho anh em chà. Năm đông nuôi chim nó ngược đời lắm nha anh em. Như người ta họ nuôi gần sông lông họ ra nắng. Chứ năm đâu là sông lông mà còn chưa ra nắng nha. Đây. Chim gọi là cứng lông cho anh em, không còn một cọng lông má này nha anh em. Như vậy gọi gì? Sông lông chưa? Mà năm đâu có phơi nắng đâu. Nắng sáng này nó dịu nhẹ à, nhưng mà không phơi nha. Chỉ có đem gốc cây treo cho con chim nó thoải mái thôi đây. Đó, lông nè, nuôi xong nha anh em. Đó, không còn cọng lông má nào nha anh em, hai bên đều là sạch sẽ cho anh em. Đó. Nuôi ngược đời không? Đó, năm đông nuôi được cái là chim năm đâu là bó sát nha nha anh em. Đó. Mấy con đa số chim đem về đây thằng lông nó cũng hơi dày xíu. Nhưng mà về năm đâu là bó sát hết nha. Đó, năm đâu có nắng mà có phơi đâu. Đó, năm đâu có sao chia sẻ anh em vậy nha. Đó, là vừa thầy cho ăn xong rồi. Đây. Đây là vừa cho ăn xong rồi. Đó, có gắm số 1 và gắm số 2. Con nào mà nuôi sông lông ổn định thì vô gắm 2, con nào mà mới sông lông vẫn nuôi gắm 1 bình thường. Đó. Lông đây nha anh em. Đây. Đây. Đây, lông nha anh em. Mà có vô nắng đâu. Chỉ mang ra cho nó gọi là cái nó giảm stress thôi. Lông má rồi sạch sẽ hết rồi nha anh em. Thái độ mà kè vô là quất ầm luôn nha. Đó. Chỉ có là mấy con này là mấy con chim mà năm đâu đã ra lông là năm đâu đã từ ngày mà năm đâu mà cho nó ra tới giờ là gần một tháng rồi nha. Mấy con chim này là đã làm con thì mà hơn một tháng nha, con thì gần một tháng rồi nha. Đó, anh em xem ốp lông không? Đó, đằng trước là con đinh lực hồi xưa lông rất dày, lông nó phè ra hai bên cái nách nó khủng khiếp luôn. Bây giờ ốp sợp nha, mấy con này cũng mới vào nắng thôi. Năm đầu mới ngắt lực, chuẩn bị vào chế độ chăm để chuẩn bị thi nè. Chứ còn bình thường thì năm đầu vô nắng rất trẻ. Thiện Hoàng rất chi là đẹp trai, cảm ơn anh Thiện Hoàng. Nguyễn Minh Hoài Bảo, nắng trưa vào lửa được không? Nắng trưa nắng chiều lừa vào lửa rất tốt nha. Đối với những chim lửa nuôi lửa thì chúng ta nuôi nắng nó rất đẹp nha. Ba Bê Su chuẩn chỉ luôn anh, cảm ơn Bê Su nhiều. Phạm Trinh là lông đẹp, cảm ơn Phạm Trinh nhiều. Bữa con bổ ra đây top 20 nó tung quá trời do chân đau hay sợ gì anh. Thì Nguyễn Duy cái trận đó năm đâu không coi, năm đâu có nghe nói thì có thể là cái chân nó đang còn đau và khi mà nó đang nhảy thì nó giống như nó đau cái là nó giật mình á, cái đâm ra hoặc là có gì tác động bên ngoài nó giật mình nó tung á. Anh em biết con chim đó là nó bị gọi là bị nó là gần như gọi là nó bị đơ. Anh em hiểu ngày mà năm đâu lấy nó về á là cái xương này á là cái chân chúng ta là con chim nó thẳng. Nào cái xương chân á thẳng nhưng mà con riêng con bổ gia lai về là nó bị kiểu này là nó bị xì mũ và nó bị đơ. Thì ngay chỗ này á là nó cong vậy nè, cái chân nó cong vậy nè, đó nó vậy nè. Thì năm đâu mới tưởng là nó là bị gãy giò, năm đâu mới hỏi anh Toại, ủa anh chim mày nó bị gãy giò hay sao mà sao nó chĩa ra ngoài mà cái chân nó lại cong. Lạnh cho không, do là nó bị xì mũ.
Thì cái thời điểm mới về là nói chung là thấy nó lúc năm nó quay mà cái clip mở lên lòng á, ngày đó là thật ra là nó đỡ nha anh em. Lúc mà nó qua ngày qua cái đầm tắm nó không có đứng được, mà nó không có đứng được cái một chân kia, nó không gác được luôn. Nó sợ nó bay nhiều tỏi ra, nó yếu lắm. Đó, còn cái kia là nó đã xử lý sơ rồi, nó đã gọi là tương đối là mới quay sơ đó. Thì cũng là phước thầy may chủ nha anh em, chứ năm đâu không phải là thần thánh đâu nha anh em. Không phải là thầy thuốc mà cũng không phải chuyên về trị bệnh. Nên nó thật ra là năm đâu gọi là cái phước là phước của anh Tài, mà cái may là cái may của Nam Râu, thì con chim nó hết thôi, chứ thực tế là Nam Râu cũng chả có biết gì đâu. Rất nhiều anh em thông bài rồi, anh em có nhắn tin hỏi nhiều, thật sự Nam Râu không biết nha. Anh Đình Khang là nắng gì vậy? Có nắng đâu anh, trời mùa này nè có nắng đâu gì đâu, lúc nắng lúc không ui ui à, đem ra cho con chim nó thoải mái thôi. Chào em trai Thuận Phạm nha, lâu quá anh em không gặp nhau. Để năm nào đem vô bớt nha. Trời không nắng nữa, cho nó vô nhà rồi, gió không. Anh em thấy hoa cải đường này là đẹp nhá. Ngày xưa mà anh em xem năm đâu thấy mùa trước là mùa lai không? Rất nhát nha. Mùa này là năm đâu với con hoa cải là tương đối gọi là thùng rồi nha. Đó, ok nha. Hôm nay vẫn vào chế độ vitamin nha. Đây, hoa cải chuẩn bị có thể tham gia vào giải 10 xe của Minh Quân nha. Để năm nào nhắc thử nha, mới xe lòng. Đó là nơi đó. Bắt đầu là nhắc nha. Ở đây là chứng minh đinh lực nha. Con này cũng được 8 xe rồi. Mùa rồi cũng là có xe nhưng mà không đạt. Đó, thì hiện tại giờ sông Long chưa đánh được trận nào. Con này là hồi xưa nó mổ to nên nó khá dày lông nha. Hiện tại bây giờ là ướt lông rồi. Con này rồi nha. Để năm đông lực một xíu cho anh em. Năm đông sẽ lực một xíu cho nhắc nhẹ con chim sông Long nha. Cái này chưa hơi nắng nha, nhưng mà thấy chim là vẫn chơi bình thường nha. Đó, để nó quay cho anh em xem. Đó, chim sông Long là không làm vô nắng nha, không phải vô bút nha. Đó, nhưng mà chim sông Long là anh em bình thường bị dợt nhá. Năm đâu là nhắc nhẹ cho anh em xem một xíu thôi. Đó, chứ còn khi mà này chưa vào cái độ đúng ra là chưa có dợt gì đâu. Để xa xa xíu nha. Đây, đây là chim của Năm Râu nha nè. Đâu cần phải vào chế độ gì đâu, có lửa Năm Râu đà là phơi nắng gì đâu anh em. Đó, đụng vô là nó lụm. Mà chim mà chúng ta nuôi nó bài bản, nó khỏe nha anh em, là mình chưa cần phải vào cái chế độ gì hết á, là nó tự động nó là sung rồi. Nhưng mà vấn đề mà để mà nó có lửa nó chơi á, thì nó phải cần một cái thời gian đợi cho con chim nó ổn định nha. Không, chỉ có mỗi con đinh lực này là nó to thôi, chứ con như con thiên mệnh bên kia nó cũng nhỏ nha. Đó, anh em nhìn kỹ coi có con to nhỏ nha.
con đinh lực nó bự với con thiên mệnh kia nó nhỏ, chứ không phải con nào nó cũng bự đâu. Đó thì sơ sơ vậy thôi nha anh em, để mang vào. Cái chim mà của chim nó mới xung lông á thì mình không có nên vợt nha. Đó, nghiền nghiền để cho anh em xem một xíu thôi. Đó, cái chế độ chăm của năm râu nó khác biệt nha. Dạ. Chứ mấy con sông lông năm râu, năm râu vào nắng rất trễ nha anh em. Năm râu là rất trễ vào nắng để tránh trường hợp con chim mình nó công là nó gãi rỉa đồ, nó rưa lông hết nha. Chó chim của năm râu sông lông là anh em thấy con nào không nấy rồi. Con nào nấy là chắc nịch lông rồi. Mà năm râu đâu có vào nắng đâu. Đó. Nó thấy cái cây nó sợ con này nhát. Thôi. Đâu rồi, cho tụi hắn vào thôi. Đem về Nha Trang phơi nắng, tắm biển tặng cho cua. Cho râu cua hàng xóm. Anh làm gì anh dụ em ra tới ngoài Nha Trang mà đã tặng em cua hàng xóm rồi, mỗi lần em ra thăm cua hàng xóm là đi xa chết luôn anh. Cua hàng xóm mà gần thấy cua hàng xóm ở đó xa quá. Đó, còn bên này bên kia là năm đâu có là máy can, tốc độ nha, bảo ngâm và thêm cũng mỗi 50 năm đâu bỏ bên kia rồi. Đó. Bên này coi như là chăm xong nha, một con một phòng, nó ở chung phòng ngủ luôn. Chim sông lông tầm bao nhiêu tháng là chưa? Nói chung từ ngày sông lông đến ngày chơi tầm cỡ tháng rưỡi đến 2 tháng của chim nó mới bắt đầu vô form mạnh nha. Hồi đó mình chơi nó mới đạt. Còn những con chim của những người mà cầm chim còn, chim hay thì cầm cỡ một sau lông cỡ tháng hơn tháng là bắt đầu đánh được rồi. Nhưng mà nói chung chúng ta kỹ do lông nó cứng, chúng ta chơi nó ổn định hơn. Còn chúng ta mà chơi sớm lông nó rưa là nó dẫn đến tình trạng chim ta bả lông. Anh cho uống gì vậy anh? Năm đâu cho uống vitamin nha đây. À, tất cả năm rau đều cho uống vitamin nha. Đến ngày năm rau cho uống vitamin Vân Toại nè, hàng năm rau vẫn bán nè. Đó, đây cống nữa nè, là anh em thấy nè. Đó, vitamin nè, thấy chưa? Đó, cống màu vàng vàng, nước vàng vàng không? Đó, thì là nó đây. Đó. Phương, mình có con chim thi nhưng bây giờ buổi chiều không có thời gian giải nắng. Mình tắm nắng vào buổi trưa được không ạ? Tắm được nha anh Vô ơi, mình phơi nắng giờ nào được, miễn sao con chim nó đạt được thể trạng là được. Tùy thuộc vào công việc của mình thôi. Đang võ thầy chuẩn bị có ô tô đi đó, ô tô hả? À, thì trên tinh thần là anh Vân Toại ảnh cũng thưởng, nhưng mà nói cho vui thôi, chứ anh em thì có qua có lại, ảnh có nhà ý thì năm đầu cũng không thể nhận được. Nói là mình nói cho vui, chứ anh em chơi với nhau, giúp đỡ nhau, mình hỗ trợ được con chim nó quay lại chiến trường là một cái điều nó vui thôi. Chứ nói vậy giờ ảnh có tặng thì năm đầu cũng không lấy nha. Xin chào Tiger Pen. Chim mình mới thả lực mà rụng thêm hai cọng lông cánh, mình cho thả trong nửa tiếp hay tôi lại anh? Cảm ơn em. Con chim của anh là mới thả lực nhưng mà được hai thì nó rớt hai cọng lông cánh, thì anh cứ thả bình thường, anh xem lại, nếu mà nó rớt hai cọng cánh là chim nó có rớt không sót thì chúng ta nuôi là bình thường, nhưng mà chúng ta hạn chế cho con chim nó bay nhảy nó hoảng nha, tại vì nó ra nó rớt nó sẽ ra lại lông nó sẽ yếu nha. Chúng ta hạn chế cái vấn đề chim ta nó bay quá nha, nó bay quá làm chim ta nó bị rơ cọng lông cánh, nó bị yếu nha. Anh hiểu là cái ra cái búp lông nha thì cái độ rơ nó rất cao. Được, cái anh
anh Vĩnh Lộc nói cái vụ mà tặng cô hàng xóm này được, hay tặng cho một em minor nè thì ok á. Ok anh thay vô blend. Để sắp tới Nam Đông nghiên cứu rồi Dạy Minh Quân quy tụ tất cả cộng bèo luôn nha nè, của tất cả miền Nam. Dạy Minh Quân là một giải gọi là tập trung gom hết lực lượng về đánh. Thì hy vọng rằng để coi mấy càng với hoa cải, nếu mà được thì một cặp, không thì một con nào đạt thì sẽ cho đi. Thôi nha, tại vì đến ngày đó là Sông Long cũng tháng mấy rồi, mà Lâm trước đó Nam Đông đậu rất kỹ rồi, thì đợi coi đến ngày đó mà nó đạt được phong độ cho đi đánh để tham gia giao lưu với tất cả idol nha. Cái trận của Minh Quân mà trận khá là khủng khiếp nha, trận nó gọi là nói là nó phải 9-10 với những giải xe hơi nha, chứ cũng chả có thua gì đâu. Giải 10 xe và 20 xe ở miền Nam thì nó cũng chả khác gì giải xe hơi hết. Tại giải xe hơi thì mang chắc là số tiền lớn hơn, chứ còn chim quýnh thì cũng như nhau nha. Thì sắp tới giải Minh Quân rồi, theo thông tin năm biết thì gom lại tất cả những con cọp miền Nam hầu như sẽ quy tụ về đó rất nhiều nha. Hầu như là giải đó nó đã gọi là một giải từng xứng tầm để xưng vương rồi. Đó, một giải đó để em đâu lên được để like cho anh em xem trực tiếp. Để Nam Đông thử quay cái cam lại coi có được không nha. Tại vì lâu rồi Nam Đông chưa có like mà quay thử được không. Cam vẫn không cho quay nha. Thua. Có nghĩa là sắp tới rồi quay like chỉ có quay thẳng vậy thôi, chứ không cho mình quay ngang nha. Do cái thế có lẽ là do cái phây của Nam Đâu đang bị vấn đề sự cố nên không cho quay ngang nha. Đi dạo ra xem mấy con bổi chơi nha. Anh em Nam Đâu mới tách ra được ba em mới ở trên kia lòng trước các bạn. Mới tách trước buổi trước thêm hai em là năm em nha, trên lòng năm em. Và giờ chim mũi của Nam Đâu nó đang ra. Thì mùa này anh em chuẩn bị ra hàng năm nay sẽ đẹp hơn nha, mà giá chỉ có 3-4 tờ con thôi nha. Đây. Mũi của Nam Đâu mới tách nha quay nha. Đó. Anh em thấy mũi được không? Tướng cũng thấy ngon ha. Màu lân đồ ngực vai cũng ngon quá trời. Dài dọc chim ha, con nào cũng phách nhảy lóc cóc lắm nha. Đây là một bé nha nha nè. Đó, để quay ngang cho anh em xem nhảy lóc cóc, đẹp lắm nha. Đó, bội đấy. Đợt này là bội tuyển ra là hầu như Sông Long mẫu bộ chim Nam Đâu nó giống nhau nha nè, nó nhảy bé. Tướng bộ thì nhảy rồi nó đây con nữa nè. Đây con này nó đang hoàng thiện long nha, nó rất lác đác, nó còn ngọn đuôi nha. Ngọn đuôi anh em thấy nó đang ra từng tầng không, có cọng chưa rụng nữa. Đó, tướng tá cũng thấy ngon lành ha. Đó, mặt mày ngon cũng sáng lạng ha, ngực vai cũng ok nha. Bộ mấy con này thì nó không to nha nè, nó trung trung nha nha nè. Nó trung trung nó dài thôi. Bộ là bộ trung chứ nó không bự lắm nha. Mà tướng bộ là anh em thấy ngon là nào. Chuyển cầu là ok lắm nha. Anh em ngực vai đỡ không? Ngực nở nha, ngoài động không? Lông sát mà có điều là nó lông nó đang thay, nó chưa được đẹp, chưa được ôm thôi. Còn tướng chim mà anh em thấy ok không? Đây con nữa nha anh em. Đây là mới tách nha. Lật tốt không? Cũng lân rồi nha. Đó. Là cầu tốt lắm nha. Phát nào cũng cấp mà cầu tốt.
chúng ta vô trong cái chuồng chung nha, chuồng chung chúng ta còn một mớ rồi, chúng ta còn tổng khoảng 20 mấy con, gần 30 con. Đây có con này là con này là mau phật nè, công chúa nè, con này thì bự nè, có hai con này thì bự nè, đó bài này là to dài, phách này có phách đẹp lắm, con này phách này to dài màu đinh cũng đang đổ lông, phách nó cóc mà anh em xem con này nó cóc cóc mà cóc bật à, cóc này là một cái miếng phốc cóc nhảy nè, nó chỉ cầu cóc đó, bộ này bự lắm nha, dựng hình nó đẹp lắm, có điều là nó đang đổ lòng nhát. Đây, trong kia con đó. Đó, còn đây là một số con còn lại nha, đó, nó đang thay lòng, cũng số con cũng ra lòng, anh em thấy bộ thứ giống nhau. Bài nào mà la dưới bà quỷ gì mà trong lông mà bà kêu ghê không? À, anh em thấy không? Tuy rằng cái lông nó có thể xấu nha anh em, đó, nhưng mà hình bộ lúc nào cũng đẹp nha. Hàng bao tuyển ra năm này làm những con hàng nó đạt chất lượng như vậy mà giá chỉ có 3 tờ 4 tờ nha, nhưng mà năm nó không động nha, đưa về là coi như là bán hàng loạt ra cho anh em luôn, đó, giá mềm cho anh em dễ chơi nha. Hàng năm này sẽ là hàng tư như vậy trở lên nha, hàng mà chuẩn nha. Đó, bên này thêm một chuồng nữa nha anh em. Đó, bên này một chuồng nữa. Dài lắm à. Đó, có con thì nó đang thay rồi nha anh em. Hồi bữa là con trọc đầu lắm nha anh em. Nó trọc đầu nhiều lắm mà giờ nó lên lại nha. Hồi bữa hôm nay có quay cho anh em nó trọc đầu. Bây giờ tụi nó lên lại. Đó, hình bộ tướng cái nè. Quá đẹp. Có thứ à, ai thấy được à? Đó, vàng bổi nè. Có bà là bà cái bộ bụng bà dài thòn lon nha, bà này màu nó hơi đá lông một xíu nha nha nè, nó đang thay lông nhưng mà hình bộ nó ra tướng đá nó ghê lắm đó. Mấy con bổi này á, là hiện tại là năm đâu đang cho ăn cám thắng mèo dưỡng nha, một số con thì cho ăn cám văn tại số 1, nói chung tùy à, nó rồi nó tôi nói giờ đấu rồi y giờ tụi nó muốn làm gì đây, đang đứng gần nó mà tụi nó tính làm phản hay sao. Con bổi cầm quyền là giao cho anh em rồi nhờ nha. Dán tướng anh em thấy được không? Mấy bé này lúa sao anh em ơi, thì tùy từng con nha anh.
thì tùy vào tổ chức từng con thôi, chứ mình không có có là giá chung. Thì mấy hàng này nó trung bình nó là khoảng 3 triệu, 3 triệu hơn một con nha. Để thẩm kỹ lại, con nào mà nó không đạt chuẩn hơn thì bán thấp hơn nha, còn nào mà đạt chuẩn thì giá nó từ 3 triệu trở lên. Còn hàng mà năm mới năm nay nè, đây là về mà không động lại luôn á, sang tay luôn á, là giá là giao anh em là 1,5 triệu đến 2 triệu một con nha. Hàng có thể đẹp hơn vậy luôn mà nó mới. Nhưng mà chim mùa này thì nói trước anh em là chim mùa này là không có chim già như vậy đâu. Chim mùa đa số chim tơ lên, như là chim người ta bẫy là chim người ta họ lưới về á, họ bẫy về á, là nó là chim nó mới đẻ mùa này, nó nở rồi nó lục lông ra từ cái má trắng nó lên má đỏ là phần nhiều hơn. Chim mùa này là chắc chắn chim tơ sẽ nhiều hơn chim già, nó có chim già nhưng mà ít lắm đó. Còn chim cũ mùa năm đâu là động là cuối mùa, nghĩa là ít nhất con chim đã được năm rồi, còn không mà nó ở ngoài rừng nó phải từ 2-3 mùa trở lên rồi. Lấy số 2 đá xe thì không biết có đá hay không, nhưng mà chim thấy hình bộ tướng tá cũng ok lắm anh, mà để cho nó ổn định coi nó nào ok là giao cho anh em hết nha. Đó, chim mà năm đâu đó, con nào cũng anh em ngược vai đồ đẹp đó hết nha. Đó, có bà này là nó mà cái ông công an nãy là nói là nó thấy ok nè. Con số 2 nè, con này là thấy mới tách nha, ngược vai liền lạc đẹp dài dọc. Mẫu chim này là nó là mẫu của những gọi là chiến binh đinh đám nha. Còn mà cái tố chất của nó thì chúng ta chưa đánh giá được, nó là con mũi mà. Và năm đâu chỉ làm cái hàng mà zin như vậy nha, chứ năm đâu không có làm hàng mà năm đâu đã khai thác lên vàng, giờ vàng rồi từ bổ gồ lên thi nha. Tại vì chim mà năm đâu đã gồ lên rồi nó đã hay rồi, giá bán rất cao. Tại vì đã một người biết chơi chim là cầm con chim đây mà nó đã dựng lên rồi thì đoán được tỷ lệ nó rất cao rồi. Còn ở đây mà nó đã có những gọi là cái gì tố chất thì năm đầu bán cho anh em mà có nhiều khi đã 5-10 triệu, có khi là hơn rồi. Chứ còn mà đợi mà khi mà nó lên vàng rồi nó thể hiện nữa thì nam nó không làm. Thực tế luôn, để làm cái hàng đó thì thà là chúng ta không biết, chúng ta biết chúng ta làm không được nha. Mình nhìn con chim mà đừng nói kêu là làm chim là nuôi lên mà không biết con chim nó hay hay không là không có đâu nha anh. Anh em phải hiểu rằng giờ lên vàng ai cũng biết hết rồi, chẳng qua là nhiều khi chúng ta may, chúng ta mua chim rẻ, người ta họ không đánh giá đồng chim, người ta khai thác không hết á, chúng ta mới có cơ hội thôi. Cái chim là khai thác rồi rất khó nha, rất khó luôn. Thà cứ zin zin vậy á, năm này đã mục tiêu năm đâu là đưa hàng về là sang cho anh em không động lại. Cái động lại như vậy á, anh em biết không, tỷ lệ mà nó thất thoát nhiều lắm. Nó nuôi lên nó lâu nó hực lên cắn nhau chết hết nha, lâu lâu nó làm chết 1-2 con, lâu lâu chết lần 4-5 con, nó buồn buồn rồi nó hay hực lên nó cắn nhau lắm đó. Nên nó là hàng mỗi năm này, năm mục tiêu năm đâu là tuyển chọn những con chim nó đẹp một chữ để giao cho anh em luôn, về nhà sang tay hết thì cỡ tầm 1,5-2 triệu một con. Anh em cầm những con chim vip nha, tướng tá là nói chung là anh em khỏi phải bài, nhìn con chim là anh em mê liền. Thôi để năm đâu qua bên kia cho ăn đó, cho nó ăn đó. Bên kia còn chưa cho chim ăn nữa, cho nó ăn uống đi, xong rồi trưa tạm rãnh nắng lên xíu mới gió tắm. Tạm biệt anh em nha, anh em nào mà cần bổi thì chờ đợi một xíu nha anh em, cũng chưa vội đâu. Nhiều anh em vội quá, anh em mua chim hay anh em mua đồ vậy, nhiều khi anh em muốn đổi cám thì từ từ, anh em cho ăn cám mấy tháng mấy năm rồi mà anh em muốn đổi cám anh em hối quá. Chúng ta có đổi trễ 5-10 ngày cũng không sao, mà đôi khi chúng ta trễ mà 2-3 ngày chúng ta gì đâu mà vội. Rồi chim vậy, anh em muốn mua chim hay anh em phải đợi, hôm nay anh em mới hỏi mà không có anh em lân la đi kiếm người khác, nhiều khi nó về không đạt chúng ta tiếc nha. Đã mê năm rau thì theo năm rau, chờ đợi năm rau đi một thời gian nữa, đợi chim mà nó đạt được chuẩn thì năm đâu có đi nhập nha. Mà năm này năm đâu tự sẽ bay ra ngoài, hồi đó lựa từng con vào để giao cho anh em luôn cho nó đạt hiệu quả nha. Tạm biệt anh em nha.